Arsenal đến Việt Nam tạo nên cơn sốt cho hàng triệu cổ động viên. Vũ Xuân Tiến xuất hiện như một minh chứng cho tình yêu bóng đá tuyệt vời của người Việt Nam. Cơn sốt truyền thông lên đến đỉnh điểm khi Running Man khoác lá cờ đỏ sao vàng chạy trên sân Emirates ở thủ đô London. Vũ Xuân Tiến, một chàng trai Hải Dương, một sinh viên cao đẳng ngành dược bỗng trở nên nổi tiếng. Vậy đâu là bí quyết? Có nhiều lý do để chúng ta thành công. Với tôi đó là ý chí và tình yêu bóng đá, khả năng tốc độ và tận dụng cơ hội. Nhờ có tốc độ nên tôi có biệt danh là The Running Man. Nhưng có một điều quan trọng nữa mà tôi muốn nhắn gửi, đó là việc kiểm soát tốc độ khi tham gia giao thông. Hãy làm chủ tốc độ của mình trên mọi con đường bạn đi qua.